Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, Đại Đức Thích Giác Nhàn hướng dẫn. Lễ Phật và lễ Bồ Tát Quan Thế Âm của Tổ sư Ấn Quang. Thời gian ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2022. Giác Nhàn lên buổi sáng hôm nay để hướng dẫn đại chúng cái cách lễ Phật. Từ khi ở bên Mỹ về mang cái bộ văn sao về đến hôm nay cũng gần 5 năm. Hằng ngày nghe đọc rồi áp dụng hành trì theo đó, thì thấy cái cách của Tổ sư Ấn Quang Ngài hướng dẫn mình tu rất là tuyệt. Bởi vì cái quá trình mà Ngài bế quan tịnh tu từ 21 tuổi bắt đầu là Ngài đi xuất gia, bắt đầu Ngài đọc kinh A Di Đà, rồi Ngài tin cái pháp môn tịnh độ, chứ không có ai truyền cái phương pháp tịnh độ cho Ngài. Và mãi đến 51 tuổi, tính ra là 30 năm dụng công. Cho nên cái lối của Ngài vẫn là hàm dưỡng trước, rồi mới đi ra làm Phật sự sau. Như vậy là trong 30 năm là Ngài không giao tiếp hai chúng cư sĩ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, mà chỉ ở trong chùa Pháp Vũ rồi Linh Nham, chứ không có ở một mình, một nơi, một thất. Bởi vì Ngài nghĩ rằng là đức chúng như hải, tức là cái đức của đại chúng rất là lớn. Và trong chúng có những người họ có cái tài, mỗi người có mỗi cái tài mà mình được học. Có những người có cái tài nấu ăn, có những người có cái tài thuyết giảng, có những người có cái tài họ dụng công tu hành. Mỗi người nó có mỗi cái sở trường của họ, cho nên họ sẽ được học. Như vậy thì trong cái quá trình thấy Ngài không rời chúng trong suốt cả cuộc đời của Ngài là 59 năm tu trong đạo, tức là 21 tuổi mà Ngài xuất gia cho đến 80 tuổi Ngài thị tịch. Thì cái bộ văn sao ở đây tâm đắc, và hôm nay có một cái phương pháp lễ Phật. Bởi vì suy nghĩ cái thời Tổ sư Ấn Quang thì Ngài không dùng máy, không dùng máy, chắc chắn là không dùng máy. Cho nên trong văn sao Ngài không có nói là niệm theo máy. Tuy nhiên chúng ta bây giờ có cái đại chúng đông á, thì mình cần phải có máy để giữ nhịp. Mà nếu mà mình dùng máy suốt luôn á, thì nó không có nâng cao cảnh giới công phu được. Lắng nghe cho kỹ. Bởi vì ở đây cũng tu chung cái máy với đại chúng. Đại chúng tu sao ở đây tu như vậy, và ở đây có thay đổi gì thì sẽ đại chúng cũng sẽ thay đổi theo. Mỗi lần thay đổi thì đọc trong văn sao thật là kỹ mới dám thay đổi. Thay đổi tức là mình làm sao cho cái cách lễ Phật nó không có bị mệt, mà nó nhiếp tâm được. Thì cái nguyên tắc mà trong văn sao Ngài nói là thứ nhất là phải nhớ số. Nhưng mà hôm trước cái cách nhớ số của Thầy Tánh từ 1 đến 10 thì thực sự là khó. Mấy anh em thấy hàng ngày mình đi niệm Phật, mình nhớ số vô, không vô. Rồi mình lễ Phật nhiều lúc mình nhớ số nó hao cái tinh thần. Nhưng mà mình phải có cái số để nhớ nó thì nó mới nhiếp tâm được. Thì hôm nay cái cách lễ Phật ở đây chỉ nhớ 3 số thôi. Cái bí quyết của Ngài là thường Ngài nói là Ngài thời này mà tâm tán loạn mà không có số đó thì tâm nó chạy rong. Mà khi mà lễ Phật mà không nhiếp được đó, thì thân mình nó mệt, đúng không? Mình vận động lên xuống thì nó mệt. Còn tâm thì tán loạn, cho nên nó chán lễ Phật là cái chỗ này. Biết cái nguyên do lễ Phật không có an lạc là do thân thì vận động mà tâm thì tán loạn. Hai cái mệt này nó làm cho mình chán chường. Còn nếu mà thân mà lễ với cái nhịp độ không nhanh không mệt, mà tâm nhiếp được vô định, nhiếp thủ câu Phật hiệu và nhiếp thủ trong cái số và nhiếp thủ trong hơi thở nữa thì chắc chắn lắm. Thì cái cách lễ này là tâm mình sẽ theo hơi thở trong ngũ đình tâm quán. Nếu mà tâm nó tán loạn thì chỉ có cách hơi thở là nó trị được cái tâm tán loạn.
ngũ đình tâm quán, Ấn Tổ hay nhắc trong quan sao, người tâm tán loạn nhiều thì phải sở túc theo hơi thở. Mà niệm Phật theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Và cái bí quyết của Ngài nữa là nghe cho rõ, nhớ số, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có niệm trong tâm không á, có người hỏi Ngài nếu mà niệm trong tâm không á, mà không có niệm ra tiếng hoặc không lễ Phật thì được không? Ngài nói với cái bọn phàm phu mình thì buộc phải thân lễ miệng tụng. Niệm Phật chính yếu là nơi tâm, nhưng mà không thể bỏ miệng tụng mà thân lễ được. Nếu mà bỏ miệng tụng và thân lễ thì người này sẽ giải đãi liền. Vì mong an nhàn, ngồi im như vậy rồi nó hôn trầm hay nó ngủ hay nó gì kệ nó, thì không thể nào nhiếp tâm vô định được. Cho nên cái bí quyết của Ngài là nghe cho rõ ràng. Mình niệm cái tiếng trong tâm mình cũng phải nghe cho rõ ràng. Cái chỗ này quan trọng. Không cần nhanh, không cần nhiều, không cần lẹ, chỉ cần nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nhớ mình niệm đến câu số mấy, quan trọng cực kỳ. Nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng. Ba cái rõ ràng này thì nhiếp thủ được câu Phật hiệu và tâm này không bị tán loạn. Lúc trước thì mình nghe một số người là phải nói niệm một ngày bao nhiêu chục ngàn câu, phải không? Ngài thì không nói. Ngài không nói một ngày bao nhiêu muôn, mấy trăm ngàn, Ngài không nói. Nhưng mà Ngài nói ba cái rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng và niệm cho rõ ràng. Thì trong cái nhớ đó là mình nhớ mình niệm bao nhiêu câu thì mình biết là cái số. Đó, thì cái việc mà hôm nay nói trước về cái vấn đề hôm nay mình sẽ sắp xếp lại cái thời khóa một chút là như vậy. Thứ nhất là thời khóa buổi sáng người ta tụng Lăng Nghiêm đúng không? Thì mình đổi sang mình tụng Đại Bi bảy biến thôi. Bây giờ thời gian mình có 2 tiếng à. Mà mình tụng 14 biến thì nó mất cái thời gian lễ Phật với lễ Quan Âm. Bởi vì lúc trước mình lễ Phật với lễ Quan Âm theo mấy mà mình lễ thêm nó sẽ mệt. Mà hôm nay sẽ không theo mấy, nó sẽ khỏe lễ. Nhưng mà sáng hôm nay 2 giờ rưỡi thức dậy thì 3 giờ tu đến 5 giờ 2 tiếng là để lên trên này đó. Cho nếu mà bình thường thì khoảng 2 rưỡi có khi tu đến 6 giờ không mệt. Cái cách này nè, mà đại chúng ở dưới đó cũng áp dụng cái cách lễ Phật mấy thầy thích quá chừng luôn. Nhưng mà áp dụng trong đại chúng cũng được, mà ở nhà cũng được luôn. Thì giờ buổi sáng của mình thay vì người ta Đại Bi, người ta Lăng Nghiêm các chùa khác đúng không? Thì mình Đại Bi. Đại Bi bảy biến, có thể là mình ngồi dưới đất cũng không cần ngồi trên ghế, hoặc ai mỏi chân thì ngồi trên ghế, xếp ghế sẵn nó còn bảy biến thôi. Vì Đại Bi nếu mà tụng trước mà người không hôn trầm á, thì cái sức định của họ để vô công phu khá là tốt. Bởi vì ở đây buổi sáng là thường 25 biến là 35 phút là buổi sáng. Là vô Đại Bi thẳng trước luôn. Mà bữa nào mà mình tiếp khách nhiều nó mệt, mà thường tiếp khách nhiều đó, nói chuyện như vậy rồi chút nữa gặp khách nữa tiếp nhiều cái là nó mệt á. Thì sáng nó hơi hiu hiu hôn trầm một chút. Có bữa ráng thì qua được. Nhưng mà mệt quá đó thì nó không qua được, là bắt đầu mình vừa đi mình vừa tụng. Tụng thầm ra hơi không ra tiếng. Hoặc là lắng nghe. Để trị cái cơn buồn ngủ cái lúc một buổi sáng sớm cái thời Đại Bi bảy biến. Lắng nghe kỹ nghe. Còn nếu mà người nào mà lễ đó thì không tụng ra hơi luôn. Ví dụ mình đi kinh hành thì xung quanh mình còn hành lang mà đi nè. Thì một vài người hôn trầm mà đứng dậy mình đi. Không sao hết. Ở đây là vậy đó. Còn nếu mà mình lạy được thì mình lạy rất chậm mà không có xì hơi ra. Còn mình đi thì có thể là mình vừa đi mình vừa nhép theo, có khi nhép không ra hơi vậy nè. Bởi vì nó buồn ngủ thì ngồi đó nó cực kỳ là khó chịu, thì buộc là phải đi hoặc là lạy. Mà thường ở đây cũng hay lạy, mà lạy thì im luôn, không ra hơi. Mà Đại Bi thì Tổ sư Ấn Quang ngày một ngày là 25 biến ít nhất, mà hầu như là ngày 50. Cho nên ở đây cũng giữ 50. Mà nếu mà người giữ Đại Bi được 50 thì còn như là cái sức công phu nó quân bình, nó không có bị thối chuyển. Nhớ cho kỹ. Thì bây giờ ở đây sẽ sắp xếp cho đại chúng đủ là một ngày 50 biến nè. Thứ nhất là buổi sáng mình cần 7 biến thôi. Xong bắt đầu mình vô tụng kinh Phổ Môn, xong rồi tắt máy luôn. Để lễ Phật theo cái kiểu ở đây chuẩn bị chỉ nè. Thế như vậy mình tụng kinh Phổ Môn, rồi xong bắt đầu mình qua lễ Phật.
Mình lễ Phật xong mình ngồi xuống lại, bắt đầu mình mở máy ra niệm Quan Âm Bồ Tát khoảng ra tiếng luôn á. Trong máy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì thường là ở trên này mở là Quan Thế Âm Bồ Tát đúng không? Ở đây mới thâu một cái nhịp là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để gửi cái file đó lên. Thì lúc trước mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Quán là quan sát, mà quán cũng là quan sát. Mà coi lại trong kinh Phổ Môn của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch thì ngài dịch là quán. Âm thì có khác là quan với quán, nhưng mà nghĩa thì đồng nhau. Nhưng mà mình theo quán đi. Đó, thì cái niệm mà quán á, thì cái dấu sắc và cái âm điệu nó mạnh hơn, nó nhiếp tâm hơn. Nhưng mà về cái nghĩa thì cũng giống nhau hết thôi. Thì như vậy là mình sẽ niệm ngồi á, bởi vì mình lễ 30 phút hoặc là 25 phút tùy theo cái thời khóa mà mình chia trong đó, hoặc là 20, ở dưới đó là lễ nửa tiếng thì không mệt. Nhưng mà lúc trước mình niệm theo máy á, thì cái tâm mình nó duyên theo máy một câu, rồi mình mới niệm thầm một câu, rồi mình xuống mình nghe trong máy một câu, rồi mình niệm thầm một câu mình lên, thì gần như ba câu trong máy, ba câu trong tâm mình hoặc niệm thầm thì nó không sảng khoái. Không sảng khoái bằng cái này là mình tự niệm luôn, để chút xíu nữa ở đây niệm. Thì mình lễ Phật xong á, sau khi tụng kinh Phổ Môn xong, mình lễ Phật xong thì mình ngồi mình niệm Quan Âm, mà cả đại chúng niệm lớn luôn. Cái lực rất là mạnh, trong máy là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây có cái âm thanh niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cả đại chúng buộc lúc này là phải niệm ra tiếng. Cái lúc mình lễ là mình thầm mình dư sức à, thì lúc này phải niệm ra tiếng cả đại chúng luôn. Cả một cái vùng này nghe âm thanh Bồ Tát Quan Âm vang lên 10 phút, 15 phút ở trong đó. Nhưng mà cái cách lễ này làm sao phải từ 25 phút hoặc 30 phút thì nó mới nhiếp tâm được. Thì sau khi mình niệm Quan Âm, mình ngồi để nó dưỡng sức á, mình niệm ra tiếng á. Thường Ấn Tổ nói mà ngồi mà niệm ra tiếng là không có mệt, mà lạy mà niệm ra tiếng thì mệt là tổn khí. Nên niệm thầm, nhép môi hoặc niệm trong tâm. Ở đây đọc kỹ lắm, mấy người đừng có lo. Đừng có lo rằng là ở đây coi như là không có thực hành hoặc giả không có nghiên cứu kỹ, đừng có lo. Làm thử đi. Đại chúng ở dưới đó hôm trước ăn cơm buổi sáng nói chuyện xong là áp dụng mấy hôm nay đại chúng ăn lạc. Bởi vì mấy từ đầu đến đuôi là nó sẽ ngán. Có người mình dùng một cách là nó sẽ ngán. Nhưng mà có mấy và không có mấy thì nó lại sảng khoái. Rồi xong mình niệm Quan Âm 10 phút ra tiếng theo máy để giữ nhịp. Xong bắt đầu là tắt máy đứng dậy mình lễ Quan Âm nữa là coi như xong luôn. Để đại bi ở trước thì coi như là 7 biến. Chiều cũng cần 7 biến, mà hôm nay cho tu bắt đầu 2:30. Ở dưới đó đại chúng cũng 2:30. Bởi vì nhiều lúc mình hơi mệt á, thì mình có thể là mình nghỉ trưa đến 2 giờ. Nhưng mà đừng cho nó quá. Thường là 12:30 mình nghỉ trưa á, thì 1:30 mình dậy. Khi 1:30 mình dậy đến 2:30 đó, thì mình còn dư 1 tiếng đó, thì mình có thể dùng 35 phút là 25 biến chú đại bi. Lúc này được 25 biến nữa. Riêng thầy Thiện là thầy dạy 2 giờ, trễ lắm là 2:15, là 2:30 là thầy đến, 3:30 là thầy được coi như là 54 biến rồi. Không bỏ. Từ khi mà gọi là địa ngục chim châm mà bị cháy rạ đến bữa nay là thầy không có bỏ. Gần 2 năm là thầy giữ đại bi 108. Nhưng mà Ấn Tổ nói rằng 75 hoặc 50, như ở đây giữ 50 là nó đủ cái sức cho mình tinh tấn rồi. Còn nếu ai mà có duyên mà trụng thêm thì cũng không sao. Nhưng mà thường giữ 50 là nó không bị thối chuyển. Ở đây tính ra cũng 3 tháng 50 rồi đó. 50 là đủ. Bởi vì mình còn thời gian phải lễ Phật, lễ Quan Âm nữa. Thì như vậy là buổi chiều mình nghỉ trưa dậy thì phải báo thức. Buộc là phải báo thức. Ở dưới đó có cô Mai mà cô bị bú cùng người mà hôm nay cô hết rồi đó. Là cổ nghỉ trưa là đúng 12:30. 12:30 là cổ nghỉ, là cổ nguyện Bồ Tát Quan Âm cho con là ngủ nửa tiếng thôi. Thì cổ nằm đúng nửa tiếng cổ thức dậy là 1 giờ. Là cổ làm một thời đại bi đến 2:15. Cho nên cổ cũng dưới đó cũng đủ 108. Buổi tối là coi như là cổ vô giấc ngủ, là coi như là cổ niệm Quan Âm mới có số 6 là bắt đầu ngủ. Đêm nào cũng vậy, mới số 6 là ngủ. Còn mình vì sao mà đêm không ngủ được? Lên điện thoại bấm nè, coi tivi nè, nói chuyện tùm lum tùm la, cái não nó căng lên cho nên rêu ru giấc ngủ phải mất hết nửa tiếng, 1 tiếng 15 phút. Còn cổ suốt ngày cổ niệm Quan Âm cho nên cái tâm cổ thanh tịnh rồi, cái là tối tu về cái là bấm, sáng coi cái máy bấm á. Cổ thường cổ bấm để cổ coi buổi sáng, chứ thường là cổ niệm là tịnh thính lắng nghe là nhiều. Mới có 6 cái, bữa nào lâu lắm là 10 cái, 10 cái bấm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là ngủ. Thì họ đủ sức cổ dậy mới có 2 giờ, 1:30 cổ dậy thôi. Thấy hay không? Quan trọng giấc ngủ đó.
Thì như vậy là thần chú Đại Bi buộc là không thể bỏ được. Ai có nói mình tu tịnh độ mà xen tập thần chú Đại Bi kệ, mình theo Ấn Tổ thôi. Nhưng mà hỏi thử coi là họ chỉ chuyên nhất một câu Phật hiệu họ nhiếp tâm được không? Chưa chắc gì vô nhiếp tâm được. Không phải một câu Phật hiệu mà dễ vô nhiếp tâm đâu. Vì sao vậy? Cái tâm mình nó chưa tương ứng với Phật, giới luật còn không có giữ tinh nghiêm. Rồi vì tâm mình cũng chưa có lòng cung kính vị tha thương người giúp vật, cho nên cái tâm nó chưa tương ứng với Phật, cho nên niệm nó có bật ra, nó không có vô. Chứ không phải một câu Phật hiệu dễ niệm đâu. Nếu mà thực sự dễ niệm quý vị 3 năm là vãng sanh hết rồi. Vô không được, vô không được cho nên mới còn ngồi đây. Chứ mà thực sự mà niệm vô được mà cảm với Phật thì 3 năm là nghiệp sạch tình không, coi như là ổn, là coi như là vãng sanh rồi. Cho nên Ấn Tổ biết cái bọn căn cơ của chúng ta là cần phải có trợ hạnh. Đại Bi là lính tiên phong dọn đường, là cái pháp hộ thân. Nếu người ta dùng bùa ngải phải không, người ta dùng những cái âm mưu để người ta chiếm đoạt cái thân của mình để về ăn ở riêng với họ phải không ạ? Hoặc giả người ta chiếm đoạt tài sản phải không ạ? Thì thần chú Đại Bi gọi là bảo hộ thân tâm, gọi là hộ thân hộ quốc. Bỏ nó là chết đấy, bỏ nó là chết đấy. Đây kinh nghiệm rồi. Ai mà tụng thần chú Đại Bi là những người âm mưu hại mình là bật ra hết. Không có thể nào mà âm mưu hại mình về tình cảm, về tiền bạc hay là bất cứ cái gì cũng không thể hại được. Cái này mà thực sự là Ấn Tổ mới nói là thần chú Đại Bi là hộ thân hộ quốc mà. Hiểu không? Không thể bỏ được. Đó. Ít nhất là 25 biến, nhưng mà phải 50 biến đi mới nó mới không giải đại. Thứ hai là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là trợ hạnh cho người niệm Phật vãng sanh, là coi như là kẻ có tội hoặc không tội mà gông cùng xiềng xích đó nghe. Mà thực sự mà họ chịu niệm Phật thì gông cùng xiềng xích tan rã hết. Mà Bồ Tát Quan Âm không biết cái nhân của họ đời trước hoặc đời này, trước khi niệm Quan Âm là cái nhân xấu ác như thế nào, mà chịu niệm là có sự cảm ứng, chịu xưng danh là có cảm ứng. Bồ Tát không phân biệt là người đó ác hay là thế nào, đọa địa ngục hay tạo những cái nghiệp ngũ nghịch thập ác như thế nào không biết. Nhưng mà nếu mà chịu xưng danh là có cứu khổ, có nguyện Bồ Tát Quan Âm. Còn cái nguyện của Phật Di Đà là phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì mới thực sự là vãng sanh. Trong kinh A Di Đà nói, bữa thầy Minh có đọc cái câu chuyện lúc phóng sanh mà mấy anh em chưa nghe. Ông đó phạm tội giết người, vô tù ngồi rồi, coi như là chờ là chém đầu thôi, chờ là xử án thôi. Có người hiểu biết người ta nói là ông thành tâm niệm Quan Âm đi, sửa lỗi hướng thiện, thành tâm niệm bữa nay cho đến cái lúc mà ra sự trảm chém đầu, coi như ra pháp trường á, thì ông sẽ thấy sự mầu nhiệm. Ông kêu hết đường rồi, thôi giờ niệm. Ông thành tâm tha thiết ông niệm, tự nhiên toàn bộ xích gông cùng rã hết, rớt ra y như trong kinh Phổ Môn nói. Phổ Môn nói là nói về lý, tức là gông cùng xiềng xích là tham sân si, đúng không? Mà đúng, tham sân si nó là một gông cùng xiềng xích. Thực sự mình nổi sân nặng lên thì nó giết mình còn hơn gông cùng xiềng xích. Lòng tham nổi nặng lên là nó giết còn hơn gông cùng xiềng xích. Nó đọa lạc vô tam đồ ác đạo luôn, nó là hơn gông cùng xiềng xích. Cái đó là trong kinh nói về lý. Nhưng mà sự nếu mà thực sự gông cùng xiềng xích mà có tội nha. Cho ông đó ông nói, ổ mình giết người mà có tội làm sao niệm Quan Âm mà Quan Âm chứng. Người ta nói là ông thành tâm niệm đi, có cảm có ứng à. Ông thành tâm ông niệm mà coi như xiềng xích rớt ra luôn. Thì mấy người canh ngục hỏi ông làm sao được như vậy. Ông kêu là do tôi niệm Quan Âm. Ông kêu à, ông niệm Quan Âm cảm ứng như vậy phải không? Thì để ra pháp trường tôi chặt đầu ông, nếu mà có cảm ứng nữa thì tôi tâu linh để vua là tha án ông. Cái bữa mà ra pháp trường chặt đầu ông thì đưa gươm lên chặt xuống một cái, khi chặt là gươm gãy làm đôi. Gươm gãy từng khúc, đao gãy từng khúc ở trong Phổ Môn nói không? Cái ông quan này ông trình lên ông vua thì thôi tha ông. Tin nổi không? Có, câu chuyện này có trong văn sao. Thì Minh vừa rồi có đọc đó. Có tội hoặc không tội gâm cầm dừng xích, cho nên cái tội của mình vô lượng đời ức kiếp bây giờ nó quá sâu dày, phải cần Bồ Tát Quan Âm để mà giải cứu mình trước trong lúc này. Bởi vì mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mình phải cần có Bồ Tát Quan Âm để giải cứu cho mình trước chứ. Cái hay của Tổ sư Ấn Quang là chỗ này. Mà người nhiều tham dục, tham ái, mà tham ái là cái nhân đọa lạc, niệm mất nhẹ mỏng. Người sân hận là cái nhân đọa địa ngục, niệm nhẹ mỏng mất. Si mê là người không biết thiện là ác, coi như là tâm u tối nha. Bị oan gia trái chủ là hại, hãm hại mình phải không? Niệm Quan Âm mất nhanh. Cho nên thành ra Ấn Tổ kêu phải cần có danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là vậy, chứ không phải chúng tôi tự nói. Đó là cái việc mà mình dụng công phải cần có cái pháp trợ hạnh Đại Bi và Quan Âm. Ngoài đó là phải phóng sanh, rồi in kinh, rồi tụng Phổ Môn, tụng Di Đà. Con người mình phải như vậy mới vô công phu được, chứ không phải một cái cách là niệm A Di Đà Phật đó. Từ 2007 đến 2016 quý vị thấy không,
vô không nổi. Có niệm thì có đó, nhưng mà vô không nổi công phu, nghĩa là không có đoạn được phiền não, làm mỏng nhẹ được phiền não. Mà đúng ra thì lúc đó thời gian người ta chỉ cần 3 năm chứ đâu có nhiều. Mà những người 3 năm đó là toàn bộ là thiện căn phước đức họ đủ. Còn mình chưa đủ thì bây giờ mình phải cần có cái trở hạnh. Đó là cái hôm nay là để nói cho đại chúng biết. Mà mọi người là hôm nay chúng tôi nhắn danh toàn thế giới là buổi sáng thường họ tu, họ đang ngồi nghe đây. Đó là cái cách mà chúng tôi đọc trong văn sao để mà cùng chúng tôi với đại chúng để tu trong một đời này mình vãng sanh. Thì đối với bọn phàm phu mình phải cần cái những pháp trở hạnh như thế. Bữa có cô đó, cô nói con niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, không cần hai chữ Nam-mô, con niệm 3-4 năm nó cứ lì lì, xong bắt đầu nó bệnh quá, cái con cũng ngao ngán. Bữa nay chỉ có quả niệm Quan Âm nó khác liền, ngủ ngon, bệnh nó giảm xuống. Cô thấy cái sự mầu nhiệm thì Ấn Tổ nói là phải cần cái sự mầu nhiệm này, chứ không phải là niệm để mà đối trị phiền não không. Niệm phải cầu Phật lực gia trì, mà Bồ Tát lực gia trì thì niệm Bồ Tát Quan Âm thì mình thấy nó nhanh hơn, mà mình cảm ứng, mình thấy nó hoan hỷ để tiếp tục mình tu chứ. Hiểu không? Đó là cái việc mà nói để cho đại chúng mà liễu tri là cái điều này là ở trong văn sao nói. Nếu mà mình nghe mà mình gọi là tùy hỷ để mà mình áp dụng thì cái thiện căn mình lớn. Còn nghe mà mình làm theo cái kiểu của mình đó, thì coi chừng chướng ngại đấy. Chướng ngại. Thì chúng tôi trải qua cái đoạn đường 35, 37 năm nó quá nhiều chướng ngại rồi. Nó thấm thiết cuộc đời rồi, cho nên gặp văn sao mới gọi là pháp bảo. Bây giờ cái cách lạy như thế nào? Lạy Quan Âm cũng như là lạy Phật giống nhau. Thì mình đứng mình niệm ba câu rõ ràng, thầm ra hơi không ra tiếng. Ba câu mà cái tâm mình nhớ từ số 1 đến số 3 thì không thành vấn đề. Nhớ rất kỹ, rất tốt, không thành vấn đề. Bây giờ ở đây áp dụng hôm bữa giờ với là đại chúng với đó là gửi một số quý Phật tử thì họ thấy thích. Họ kêu được, cách này dễ, không tốn sức nhiều. Thì ba câu niệm thầm. Mà lúc mà niệm đó thì lúc trước chúng tôi hí mắt đó, thì nó cũng không có dễ chịu bằng nhắm luôn. Đứng mà nhắm luôn không bị gì trở ngại. Lắng nghe kỹ nè. Bây giờ chúng tôi ngồi chúng tôi làm trước cho mình nghe cái lý trước, rồi chút nữa chúng tôi lạy cho quý vị thấy ha. Nhắm mắt. Mà khi mình nhắm mắt lại á, cái thần mình định mà mình hít hơi thở vô thì cái tâm mình nó theo hơi thở, thì cái lúc này cái sức định trong tâm mình tốt lắm. Nha. Một hơi ba câu, không nhanh lắm. Nhanh lắm là gì nè? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhanh quá nuốt chữ, liếu lưỡi kiểu này không rõ ràng. Chậm nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái cách chậm này đó thì nó làm cái tâm của mình khó vô định, mà nó mất sức. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ. Hít cho sâu tùy theo hơi thở. Bước đầu hít không sâu là cái định của mình không có sâu, và cái hơi thở mình nó không có vô được. Mình chưa quen thì hít ít thôi, nhưng mà nó vẫn đủ ba câu cho mình. Bởi vì mình niệm không nhanh lắm mà cũng không chậm lắm. Nhanh lắm thì nó sẽ bị liếu lưỡi và nó không rõ. Chậm lắm thì nó mất sức, mất thời gian. Nghe cái âm điệu nè, nghe cái nhịp điệu hôm bữa giờ là tập nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một hơi rất nhẹ nhàng, cái người hơi ngắn cũng đủ luôn. Niệm Quan Âm nè. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này nó có ba cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất là nhớ số, ba số. Cái tác dụng thứ hai là hít một hơi thở cho nên tâm nó vô định. Tác dụng thứ ba là tai nghe rõ ràng, miệng mình niệm từng chữ từng câu. Ba cái cách này của Tổ sư Ấn Quang đề xuất. Tuyệt, ba cách này tuyệt. Mới làm thấy đơn giản đúng không? Làm gì đứng niệm ba câu mà thấy hay. Nhưng mà phân tích cho kỹ trong văn sao và mình theo mà mình nhiếp được rồi mình thấy nó tuyệt. Thì bây giờ ở tại đại chúng á, thì mình cần một cái khánh. Khi niệm ba tiếng ở đây chút nữa bắt đầu lạy xuống á, thì thầy Phiên sẽ đánh một cái khánh, cái beng. Nếu mà mình niệm mà hai câu á là mình xuống á, thì mình biết mình niệm thiếu, mà cũng không nên xuống sớm, nó không có đều đại chúng. Còn mình niệm bốn câu nó thừa, người ta quýnh cái khánh là mình biết thừa, cho nên nó nhốt trong cái phạm vi đó là ba câu thôi. Mình niệm nhanh rồi mình cũng phải đứng đợi đó, mà nhanh quá thì nó không rõ ràng đâu. Có hơi nhanh, nhanh cũng không rõ ràng. Nếu mà ra hơi nhanh, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, không rõ ràng. Niệm như vậy cái tâm nó bợp chợp lắm.
Thì khi mà ba câu rồi, rõ ràng rồi, nghe khánh cái beng, cái mình quỳ thấp xuống. Mà khi bắt đầu mình niệm ba câu, mình nhắm mắt, mà bắt đầu mình xuống, mình phải mở mắt ra. Mở mắt ra chứ không thôi mà nhắm luôn, mình xuống nó té. Rồi xuống. Mà khi mà mình xuống á, là bắt đầu mình quỳ, cái mông mình ngồi lên trên cái gót á, thì lúc đó ngồi cho yên vị đã, ngồi cho yên ổn đã. Rồi bắt đầu niệm trong tâm ba câu mà chỉ cần bốn chữ thôi. Vì sao chúng tôi niệm cách này? Bởi vì Tổ Ấn Quang nói là trong tâm mình nhiều chữ khó niệm, cho nên thành ra phải bốn chữ. Mà nếu mà mình niệm sáu chữ thì trong tâm mình nó không có rõ ràng, nhiều chữ với hai nữa cái thời gian mà cúi xuống lạy nó hơi lâu, cho nên cần ba câu bốn chữ thôi. Mà nếu là Quan Âm thì ba câu năm chữ: Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát. Nhưng mà trong tâm thì thường nó sẽ nhạt nhòe, nó không có rõ, cho mình niệm phải ngắt khoảng ra: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đúng ba câu bốn chữ, bắt đầu cúi mặt xuống. Khi úp mặt xuống thì mình không niệm nữa, để trống đó. Nhưng mà khi mình quỳ thấp xuống, mình niệm ba câu á, bốn chữ á, thì mình sẽ nhắm mắt luôn. Nhắm mắt tuyệt lắm. Hồi trước giờ là để Phật là ở đây đọc trong văn sao là cái mắt hí hí, thì nhìn hí hí nó cũng không thoải mái dễ chịu bằng nhắm luôn, nhắm luôn. Thì khi nhắm luôn, niệm ba câu bốn chữ là mình úp mặt xuống luôn nha. Úp mặt xuống luôn rồi bắt đầu mình lên lại, cái là mình niệm thêm ba câu bốn chữ nữa. Khi đứng dậy niệm ba câu bốn chữ nữa thì nó sẽ nhiều hơn là mình lễ theo máy, đúng không? Nhiều hơn. Nhưng mà cái khỏe là chỗ nào? Hồi nãy đi trên đường nói chuyện với thầy Phiên với lại chú Duyên, mấy hôm nay ông lại ông kêu trời con dựng phim con mệt. Mà nhất là ở đây nè, đó giảng 2 tiếng, 3 tiếng buổi sáng rồi phóng sanh rồi tiếp khách nữa, là ở đây cái mệt nó thấm. Tổn khí là nó dai dẳng luôn, cực kỳ là khó chịu. Cho nên ở đây có cái kinh nghiệm về cái việc mà lễ Phật để mà mình khỏe lại. Thì thường buổi chiều là nó trong người nó tổn khí, tu xong ra nó mệt là theo máy á. Còn bữa nay là không có chuyện mệt nữa, khỏe rồi, lễ kiểu này là khỏe rồi. Mà ở nhà mình lễ một mình thì không cần khánh, tùy theo sức khỏe của mình lên xuống. Nhưng mà ở trong đại chúng là phải có khánh. Mà khi mà úp mặt xuống rồi mà nghe tiếng khánh cái ten cái nữa, bắt đầu mình mới lên. Mình lên mình đứng mình niệm ba câu rồi bắt đầu nghe tiếng khánh cái mình xuống. Khi mình xuống cái là mình nhắm mắt lại, mình niệm ba câu trong tâm nữa. Mà có trong tâm có nhép môi, có sáu chữ, có bốn chữ, tuyệt lắm. Tuyệt lắm. Có sáu chữ là đứng, mà có bốn chữ là niệm trong tâm quỳ thấp. Rồi mà khi mình đứng lên cũng có bốn chữ mà niệm trong tâm ba câu. Đó, thì cái cách này nó sẽ nhiếp tâm dễ, là bởi vì nó không có duyên ra máy nhiều quá. Mà khi mình tập trung mình nghe máy là cái tâm nó vẫn bị duyên ra ngoài. Còn nếu mà mình tập trung mình niệm ở trong tâm và mình niệm theo hơi thở và mình lắng nghe kỹ á, thì vô định rất tốt. Nếu mà ai ở nhà, thí dụ thường chúng tôi là buổi chiều là 2:30 ra trì đại bi thì buộc đại bi phải theo máy rồi đó. Đại bi chúng tôi là 25 biến, với lại sáng 25 là chúng tôi đủ 50. Có buổi tối thêm 25 nữa thì 75. Còn buổi tối nào mà mệt quá thì 50 là đủ tiêu chuẩn rồi đó. Thì khi mà đại bi xong thì chúng tôi tụng kinh Di Đà, thì một mình tụng không có mỏ, rất là nhanh, có 10 phút. Bắt đầu chuyển sang lạy, lạy suốt luôn, mấy hôm nay lạy suốt luôn. Lạy có khi cả tiếng luôn không mệt, là do cái cách này. Bây giờ Giác Nhân bắt đầu lạy cho đại chúng coi nha. Và bây giờ là có một cái khánh chút xíu nữa ở đây bắt đầu xuống, là có cái khánh cái ten. Nhưng mà khi mà đại chúng lạy á, thì ở đây sẽ có tiếng khánh thôi, không có tiếng âm thanh cổ máy nữa. Nhớ không? Thì thường mình lạy đó thì mình phải có một cái miếng nệm để mình đứng trên đó cho nó êm cái chân, đúng không? Mà thường là lạy mà mình đeo chuỗi là nó vướng lắm, nó sẽ cùng kền lục cục lạc cạc lắm, cho nên mình bỏ chuỗi ra, không cần. Thật sự lúc trước giờ cũng ưu tư lắm. Mình mở cái pháp hội niệm Phật 2007 đến bây giờ mà cũng chưa được nhiếp tâm, mà cũng chưa có ai mà thực sự biết ngày giờ. Đó là cái sự ưu tư của mình. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng không phải do cái nguyện của Phật không tiếp dẫn mình hoặc chê bỏ mình, mà do cái nguyện của mình và công phu của mình đã chưa cảm được với Phật. Do lỗi của mình chứ không phải do Phật Bồ Tát. Nhưng mà đọc vào văn sao thì mình thấy có lỗ hổng nhiều quá. Mình không có biết cái để mà mình dũng công á, cho nên thành ra nó có chướng ngại thôi. Chứ trong văn sao nhiều lá thư nói cái bà đó có 3 năm bà vãng sanh, thấy không? Đâu có khó đâu. Vì vậy cho nên thành ra là mình làm sao mà mình nắm được cái phương cách để mình dụng công, thì cái phương cách chủ yếu vẫn là
là lúc công phu và thường ngày không cho vọng tưởng phiền não, tham sân si, buồn phiền giận hờn nó chế ngự trong tâm mình, nó chiếm ưu thế, nó làm chủ bản tâm. Mà khi mà nó làm chủ bản tâm thì nó hại mình chết ngay. Còn nếu mà Phật hiệu hoặc danh hiệu Bồ Tát Quan Âm mà làm chủ được bản tâm á, thì những cái thứ kia nó sẽ dạt ra hết để tâm mình an vui. Hiểu không? Hiểu làm chủ bản tâm không? Là ngoài thời khói công phu là toàn là vọng tưởng phiền não, toàn là buồn phiền, toàn là nói chuyện là tập nham và cái chuyện đúng sai phải trái, thì mình chết ngay. Những cái chất độc mà từ nơi cái sân hận mà cái tham ái á, nó giết mình còn hơn gom cùm xiềng xích. Nuôi giặc trong nhà đó, nuôi phiền não trong tâm nó chết, dắt mình đọa địa ngục. Bây giờ nó chiếm ưu thế rồi thì lúc lâm chung sao, cái nào mạnh nhất nó bị theo cái đó. Cho nên thành ra ở đây lễ Phật thì theo mấy thì thực sự mà nói thì nó vẫn không vô lên công phu nâng cao được, nó chỉ lì như vậy thôi. Sáng nào cũng câu trong mấy, rồi mình câu trong mấy cho mình, hết cách không biết kiểu gì thì phải vậy thôi. Giờ sao thực sự ở đây là cũng cảm cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm mà ngài cũng gia hộ cho. Mà đại chúng mà thực sự mà niệm mà lễ Phật tốt mà mình chỉ cho một người thôi nha, họ chịu về họ tu bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Cúng dường bảy báu người ta ăn xài cũng hết, cũng đọa lạc đúng không? Dẫu làm phước chỉ phước sanh trời người, còn chỉ cho họ cái phương pháp tu như vậy là họ liễu sanh thoát tử, còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Nhưng mà thực sự mình chịu tu rồi mình mới chỉ cho người ta được, chứ mình không tu mình chỉ cho ai? Thiếu gì người mình chỉ? Gia đình mình nè, bạn bè gặp ngồi nói chuyện. Có chứ. Cái công đức tu hành nó mới là thù thắng nhất. Bây giờ lắng nghe nè. Ba câu thầm Nam Mô A Di Đà Phật, ra hơi ta nghe rõ ràng, hít một hơi vô. Nghe nè. Nhắm mắt ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ mình xuống là phải mở mắt ra nghe, chứ mình nhắm mắt xuống là nó không có thăng bằng, nó té liền. Thì cái xuống là bắt đầu nó như vậy. Bây giờ niệm một câu xong rồi đấy, đưa cái tay lên bắt đầu để xuống lại á, thì thầy phiên sẽ đánh cái keng là mình biết lúc đó mình mới được xuống nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ bắt đầu xuống nè, duỗi 10 đầu ngón chân ra, hai cái gót nó hơi bè ra một chút, mình ngồi lên cho tư thế bình thường lại. Ở đây chỉ hướng dẫn từng động tác, xong rồi chút nữa là lễ một lần luôn cho mình thấy ha. Bây giờ ngồi nè. Thì khi ngồi về bắt đầu mắt mình nhắm lại thì thần mình nó sẽ định hơn là mở ra. Khi mình nhìn ra như vậy thì mắt mình nó bị phân tán, lục căn của mình mắt tai mũi lưỡi không nhiếp được. Mà nhắm thì nó nhiếp rất rất là tốt. Khi mình nhắm lại như vậy mình niệm trong tâm A Di Đà Phật. Nhớ số 1, A Di Đà Phật là 2, A Di Đà Phật là 3. Thì khi mình niệm thuần rồi mình không nhớ số, nó cũng lọt vô ba câu à. Thì khi mà được ba câu rồi á là bắt đầu mình đưa tay lên trán mình xá xuống, thì có một tiếng khánh nữa, cái ben mình mới xá. Thường ở đây lạy một mình, như đại chúng lạy một mình thì không cần tiếng khánh, mình tự lạy thôi, nhưng mà có đại chúng thì buộc phải có khánh nó mới đều lên xuống. Rồi bây giờ bắt đầu niệm trong tâm ba câu nè. Thì lúc này mình hít hay không hít không quan trọng nữa, bởi vì niệm trong tâm là không tổn khí, mà niệm trong tâm là được dưỡng hơi. Lúc này hít hay không cũng được. Thường ở đây là niệm trong tâm tập trung niệm luôn, không có hít, nhưng mà bắt đầu xuống là hít nhẹ vô, cái là úp mặt xuống. Bắt đầu là uống cái tay xong, cái là nghe tiếng khánh cái ben nữa mới lên nha. Bây giờ thì phiên bắt đầu đánh khánh tiếp nè. Lúc này là không ra hơi nữa, niệm trong tâm thôi, mà bốn chữ thôi thì nó dễ niệm hơn, ít chữ dễ niệm hơn. Cho nên thành ra hôm bữa thầy phiên thầy cảm được cái câu gọi rằng là muốn tâm không rời Phật thì miệng không rời niệm. Miệng không rời niệm tức là niệm ra hơi hoặc ra tiếng là buộc phải là miệng không rời niệm. Nhưng mà nếu miệng không rời niệm mà niệm hoài như vậy thì bị tổn khí, cho nên thành ra phải cần bốn chữ để dưỡng hơi. Cái cách của ông tổ hay như vậy đó. Rồi lắng nghe nè. Không xá, cái này không xá. Bởi vì khi mình xuống là mình xá rồi, mà xá thì nó sẽ bị mất sức, mất thời gian, không xá. Đứng thẳng luôn, bắt đầu niệm tiếp ba câu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi mà quỳ thấp như vậy nè, vẫn nhắm mắt để niệm trong tâm. Rồi mình xuống mình nhắm mắt luôn, bắt đầu mình lên mình mới mở mắt ra, để mà mình có cái thần, mình giữ được cái thân mình lên nó không có té. Nhìn lại cái chỗ này nè, cái chỗ này là quan trọng, nhìn cho kỹ chỗ này nè. Thường ba câu bốn chữ trong tâm á, mà lúc quỳ thấp như vậy á, thì nó cũng nhanh lắm, không mất thời gian nhiều. Mà lỡ mình mà có nhanh đi nữa đó, thì mình phải đợi tiếng khánh rồi mình mới xuống. Mà thường cái tốc độ nó như vậy nè: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, tốc độ nó trong tâm là vậy đó. Chứ nếu mà nhanh quá, A-di-đà-phật, 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 không rõ ràng. Còn chậm quá cũng không được nha. Vừa đúng cái tốc độ mà nhớ là mình niệm trong tâm, nó không rõ là mình phải ngắt nhịp, mình niệm cho rõ trong tâm. Cái quan trọng là Ấn Tổ nói là trong tâm cũng phải rõ ràng, mà niệm ra miệng cũng phải rõ ràng. Cái chỗ rõ ràng quan trọng, nhìn này. Trước giờ mình đứng dậy đúng không? Có nhiều người thầy tánh hay không có tập được. Mỗi lần đứng thầy là như vậy nè. Chổng cái mông còn đứng thẳng như vậy nó khỏe nè. Cái cách đứng này là cô bác sĩ Quách Huệ Trân, khỏe, có cái lực mình đi lên như hình trụ, rất là khỏe, rất là khỏe. Bây giờ coi ở đây không nói mà lễ luôn một lần nha. Là niệm Phật một câu với Quan Âm một câu, mình lễ luôn một lần. Mà thường cái người họ trì đại bi xong là họ lễ. Như hồi tối hôm qua Linh chia sẻ với thầy Thiện, nói thầy trì 1 tiếng 15 phút 54 biến đại bi, sau đó rồi thầy ra thầy lễ, cái kiểu này tuyệt lắm. Nó hồi phục lại cái sức, là do mình đứng mình hít vô niệm thầm á, rồi bắt đầu mình niệm trong tâm, cho nên nó hồi sức lại rất nhanh. Nó bù lại cái sức mình trì đại bi rất nhanh. Bởi vì ở đây kinh nghiệm rồi, sáng là 25 biến, có bữa tiếp khách mệt là coi như trì không nổi luôn, mà lễ kiểu này là hồi phục liền. Ở đây mọi người nhìn cho kỹ lên nha, không có nhắm mắt ha, nhìn cho kỹ lên để mà coi ha. Cái này thực sự ở đây là cũng dày công lắm, cho nên là mình phải trân quý những người họ thực sự họ đem cái pháp đến cho mình. Thì cái tâm mà trân quý cung kính này họ mới có thể tu liễu sanh thoát tử được. Còn mấy cái người mà hời hợt họ xem thường thì mấy người này tu không được. Tự họ phá hết công đức của họ, hiểu không? Người ta bằng tất cả tấm lòng người ta chỉ cho mình, mà mình hời hợt thì cái người này vô ơn, vô ơn, không thể tu hành được. Vì nhìn cho kỹ, niệm thầm rồi xuống: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thấy rõ, nghe kỹ. Cái cách này đó, cái khó của nó là lúc quỳ thấp xuống niệm trong tâm bốn chữ ba câu rất dễ quên, rất nhạt nhòe. Vì thường mình hàng ngày không có niệm Phật, niệm Quan Âm trong tâm, cho nên cái lực trong tâm để vô câu Phật hiệu yếu nhất, thì lúc này dễ quên.
Và khi mình đứng dậy để niệm ba câu trong tâm khó, tâm yếu nhất trụ vô trong đó không nổi. Cái chỗ này là hơi khó. Nhưng mà đứng mà hít vô niệm thầm ba câu, sáu chữ hoặc bảy chữ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì không thành vấn đề, do niệm ra hơi cho nên dễ nhiếp. Mà cái người mà họ lễ Phật, mà họ quỳ thấp xuống mà họ lễ được ba câu mà niệm trong tâm á nghe, mà rõ ràng nhớ mà từng câu từng chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rõ ràng á, thì cái tâm lực người này cực kỳ mạnh, thì vọng tưởng nó dứt. Lý do là theo hơi thở hít vô và niệm trong tâm cho nên vọng tưởng không xen được. Hầu như là thân thì lên xuống rất chậm do đứng niệm ba câu. Quỳ thấp ngồi trên gót thì Quách Huệ Chân nói là cái thế này là cái thế chữa bệnh, và rất hay là mong ngồi trên gót ba câu niệm trong tâm năm chữ hoặc bốn chữ Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là A Di Đà Phật. Có cái nhịp nghỉ này cho nên không mệt. Lạy hoài mấy tiếng đồng hồ, chú Tị ông nói là chú Tiến cái trời khỏe quá, con lạy suốt ngày con cũng không mệt. Vì thân nó không có lên xuống nhanh quá nó mệt cái thân. Tâm mình thì hít theo hơi thở niệm thầm, cho nên Ấn Tổ nói niệm Phật lễ Phật phải là niệm thầm, không nên ra tiếng. Ra tiếng là tổn khí ngay. Trong văn sao Ấn Tổ nói vậy. Hôm nay nắm được cái cách đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn cho đều đại chúng thì buộc phải nghe cái khánh để xuống. Dẫu cho mình niệm xong rồi mình phải xuống, mà lỡ mình niệm chậm quá thì mình phải xuống theo cái khánh, chứ không có thể nào mà mình xuống chậm hoặc là xuống nhanh được, thì cái đại chúng mới đều được. Rồi khi quỳ thấp xuống rồi là mình niệm nhanh hay chậm gì cũng phải để nghe tiếng khánh mình mới xuống. Còn ở nhà thì khỏi cần tiếng khánh, một mình như mấy thầy trong phòng thì khỏi cần tiếng khánh, như ở đây là khỏi cần tiếng khánh. Thì cái cách này là dùng cho đại chúng ở tại thời khóa đại chúng, và lại riêng ở nhà được luôn, lại riêng ở nhà. Thì hôm nay mà sở dĩ mà khỏe như vậy là hôm bữa giờ do lại cách này. Hôm bữa giờ cứ nghĩ ổn mình cứ theo máy hoài, mà cứ theo máy đến khoảng 20 phút là bắt đầu ở đây ngán. Mà ngán là cái nhìn đồng hồ hoài. Nhưng mà lại kiểu này thì quên đồng hồ luôn, bởi vì mình đâu có còn nghĩ đến giờ nữa đâu. Một là nhớ số, hai là nghe rõ ràng, ba là trong tâm mình cũng niệm và nó không mệt, cho nên thành ra cứ lại hoài. Không cần nhanh, không cần nhiều, rõ ràng. Đó. Thì hôm nay đại chúng thử cái cách này mình. Cái nguyên tắc của cách này phải áp dụng đúng lời Ấn Tổ là không có một âm thanh nào hết. Chứ nếu mà niệm ra tiếng thì không dùng cái cách này được. Niệm này là niệm thầm, nhép môi, bên cạnh người không nghe, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này là có cái âm thanh trong máy, chứ còn nếu mà mình đứng mình niệm thầm thì giờ này đâu có ai nghe đâu. Nhưng mà cái tai mình nghe đúng không? Thầm tai mình nghe, người bên cạnh không nghe. Đó là cái lối kim can trì mà Ấn Tổ suốt ngày dùng cái cách này. Với lại khi mà nếu mà dùng cái cách này hoài nó cũng mệt, thì mình phải đổi lại trong tâm. Hiểu không? Chứ Ấn Tổ nói là không thể dùng một cách gì hoài được. Cho nên 2013 là chúng tôi niệm bốn chữ là suốt luôn thầm nhiếp môi, mà thời gian tổn khí cũng bỏ, không dùng lâu được. Thì mình đổi qua trong tâm rồi thầm, trong tâm rồi thầm. Thì cái cách này từ từ mình sẽ áp dụng được bên ngoài nè. Bên ngoài là sao? Thỉnh thoảng mình đang đi hoặc mình ngồi, cái mình niệm thầm ba câu: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy mà mình chịu niệm thầm vậy mà hàng ngày nó được nhiều cho coi. Chứ niệm vô tâm cái vọng tưởng nó mạnh, nó phá hết trơn, hàng ngày cũng chả được câu nào hết trơn à. Bỏ niệm thầm là gây đó. Muốn tâm không rời Phật là phải miệng không rời niệm đó. Mấy hôm nay chúng tôi tập là thầm. Thầm câu xong trong tâm mình Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát ba câu nữa. Rồi mình nghỉ một chút xíu, cái mình chuyển sang, thì cái cách này mới giữ nó được. Còn nếu nhiều lúc mình lễ Phật như vậy xong mình hơi mệt thì mình ra mình niệm trơn luôn Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm thường chúng tôi niệm 7 chữ có, 5 chữ có: Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm trơn luôn. Nhưng mà thấy cái tâm vọng quá mình muốn quay trở lại đó, thì mình sẽ niệm 3 câu thầm rồi 3 câu trong tâm. Mà thường mình tập trong thời khóa rồi ra tự nhiên nó bật lên y như tô mê tích vậy đó. Y như ô tô mê tích tự nó bật lên cái nó quen cái miệng luôn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 3 câu là được 3 câu rồi đúng không? Rồi trong tâm mình 3 câu nữa. Rồi một chập cái bắt đầu mình 3 câu ra hơi nhếp môi, 3 câu trong tâm. Có niệm như vậy thì câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm mới nhiều, chứ hàng ngày niệm trong tâm có được đâu. Đúng không? Rồi cuối cùng phiền não kêu tôi niệm Phật sao không có được trọn trừ phiền não, niệm được bao nhiêu câu? Toàn là niệm con, niệm chồng, niệm đủ thứ hết trơn. Để ý nghe,
niệm chồng cũng phổ theo kiểu chồng. Rồi cuối cùng hai vợ chồng cũng bất an ly dị, đúng không? Không ly dị thì ở có yên đâu. Niệm chồng là niệm phiền não. Niệm con khổ theo con, rồi niệm vợ khổ theo vợ, niệm tiền khổ theo tiền, niệm xây chùa cũng khổ theo xây chùa. Mà có niệm Phật là nó an vui, niệm Bồ Tát nó an vui. Lý do gì vậy? Nó không có vọng tưởng, nhờ Phật lực, Bồ Tát lực giá trị. Chứ bữa đó quý vị coi đó, ở đây mới có chồng có vợ đúng không? Khổ không? Khổ. Vì niệm chồng niệm vợ đâu phải niệm Phật Bồ Tát mà không khổ. Niệm chồng niệm vợ là cái loại niệm phiền não. Dĩ nhiên trong cuộc sống là mình phải lo lắng bổn phận, mà để toàn tâm vô đó thì chết với nó, như không nó giết mình là chết ngay. Niệm con khổ con, niệm là nhớ nghĩ đến nó, sao không khổ, đúng không? Bữa dẫn nhàn nói chuyện với thầy Minh là kêu hay, cách này hay. Niệm về cái thân này sợ chết cũng khổ vì nó luôn, niệm về bệnh này càng khổ chết nhanh nữa. Niệm gì khổ đó, đúng không? Niệm Phật Bồ Tát không khổ, vậy bọn chịu niệm. Lý do gì? Thiện căn không có, không có thiện căn chút nào hết á. Họ niệm mỏng nhẹ quá cho nên thành ra cứ bám vô nó thôi rồi để khổ chơi vậy, đọa lạc chơi vậy. Sướng ích gì không? Không thực sự. Mà hôm nay có cái tâm trạng mà nói với đại chúng như vậy là cũng nhờ cái lễ Phật này. Khí lực nó lên, tâm lực nó có, tự nhiên người mình sảng khoái, đúng không? Ngoài cái những người mà hộ niệm trong đó về phải thêm đại bi, dặn cái ban hộ niệm hôm nay ra đây nè, ngoài cái thời gian mà mình hộ niệm về phải giữ được 50 biến đại bi, mà không phải mở để nghe đâu nha. Hôm bữa hỏi cô đó, ngày bao nhiêu biến? Ngày con nhiều lắm. Hỏi nhiều làm sao? Mở nghe suốt ngày không có nhiều. Phải ngồi trên thời khóa đàng hoàng thì nó mới ra cái thời khóa được, nó mới tính. Còn nghe không tính đâu, nghe là phụ. Rồi phải giữ được 50 biến đại bi thì rồi bắt đầu niệm Quan Âm thêm, rồi hai thời hộ niệm vô nữa là chắc hẳn. Chứ không có hai thời hộ niệm mà bỏ đại bi luôn, bỏ Quan Âm, chết đấy. Thì tránh mình đó. Thì kêu thôi, còn gì đại bi, bốn chữ ấy với đạo Phật đủ rồi. Còn gì niệm Quan Âm, chết rồi thằng, chết chắc luôn. Nay về nhà ở, chết chắc. Cái này kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm. Mình là còn tu, mình còn non nớt, mình còn công đức thì kém, rồi phước đức thì kém, rồi thời gian hàm dưỡng không bao nhiêu. Không nghe theo người đi trước là chết. Giờ lập cái thất ở nhà tu được không? Khổ chết luôn chứ không phải đơn giản. Tu là phải có ăn cơm có canh, tu hành có bạn có đại chúng, gọi là đức chúng như hải. Đừng có dại mà nghe đi nhập thất nhập đồ, không thành công đâu. Trừ những cái bậc mà gọi là long tượng á, thượng căn thượng trí, họ đủ thiện căn phước đức, họ ra cái hành thành tựu, họ vứt đi đâu họ cũng thành tựu, họ ở trong chúng họ cũng thành tựu, mà họ ra ở riêng cũng thành tựu. Còn mình ra riêng giống như chim non chưa mọc lông cánh mà bay chạch xuống là con mèo nó đớp. Chim xe xẻ mà không đủ lông cánh thì chết với mấy cái con mèo, con rắn liền, chịu không nổi. Hiểu chưa? Đó. Thì hôm nay là làm toàn bộ những cái gì nói trong cái buổi sáng hôm nay để cho mọi người biết cái cách lễ Phật như vậy. Thì thử đi, mình nghe rồi mình thử coi. Thử coi nó có khác, bởi vì người ta làm trước có kết quả người ta mới chỉ, chứ đâu phải người ta lừa gạt mình đâu mà mình lo. Đúng không? Sáng hôm nay lên nói đại chúng cái cách lễ Phật không mấy, niệm thầm theo Ấn Tổ là lễ Phật thầm. Đó là cái cách như vậy. Thôi giờ đại chúng mình nghỉ ha. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 74 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn,
số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.